Tên Nguyễn Chí Công, sinh năm 1998, 89. Ngụ ở ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nay tôi tự khai về vụ việc như sau. Khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 10 năm 2019, tôi có mượn xe của anh Baru, người Campuchia, ngụ ở ấp Suối Dầm, là người đạo ngủ chung với tôi, để đi công việc. Tôi từ xã Tân Đông theo lối mòn qua Campuchia nhưng không rõ địa chỉ. Khoảng 10 phút sau có một người đàn ông người Campuchia nhưng không biết tên hay nhà ở đâu, khoảng 27 tuổi, có bán cho tôi một bịch ma túy đá với giá 500.000 đồng Việt Nam. Sau khi mua xong, tôi cất vào trong túi áo tôi đang mặc bên ngực trái. Khoảng 1 giờ cùng ngày, tôi 1 giờ hay 13 giờ? 13 giờ cùng ngày, tôi chạy xe máy từ Campuchia theo lối mòn về Việt Nam, đến khu vực xã Đông Biên, ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, thì bị lực lượng đồn biên phòng Cà Tum phát hiện bắt quả tang. Tôi cất giấu bịch ma túy bên trong túi áo tôi đang mặc. Trong lúc tôi bị bắt thì có rất nhiều người đến chứng kiến. Biên phòng bắt tôi cất giấu bịch ma túy tôi mua từ Campuchia về sử dụng trong túi áo của tôi đang mặc, nên đã lập biên bản bắt quả tang tôi. Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu trách nhiệm trước tất cả trước pháp luật.